Xin chào các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em Ngọc Hải muốn review đến các bác một mẫu vang số mang thương hiệu của DBOTIC, có model là D9600. Sản phẩm này thì đã có mặt tại cửa hàng của Minh Audio cũng khá lâu rồi, và hôm nay thì em muốn trải nghiệm chất âm thanh của sản phẩm này cùng các bác. Đầu tiên thì em sẽ đi vào mở hộp sản phẩm này để cùng các bác chiêm ngưỡng bên trong nội thất và ngoại hình của em nó. Để xuống đây đi. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có một dây nguồn và một dây USB kết nối RS232 để kết nối phần mềm. Sản phẩm này sẽ có điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa cho chúng ta có thể tinh chỉnh đổi mode này, input này hay là mic effect. Khi các bác mua sản phẩm vang số bên Hiếu Minh thì bên em sẽ chịu trách nhiệm là setup cho các bác tại nhà, cũng như là các mốt echo gì vật. Ở đây thêm một cái phụ kiện nữa ở bên dưới này, có một quyển sách và cũng như là một đĩa phần mềm để cho chúng ta có thể lưu trữ mốt cũng như là... Vâng, và trước mắt các bác đây là em vang số có model là D9600. Thiết kế thì hai màu kết hợp là màu đen và màu trắng, cho ra một sự kết hợp một mặt trước rất là đẹp bắt mắt. Để mà trang trí vào phòng khách này hay là để lắp ghép với bộ dàn rất là dễ dàng và rất là đẹp mắt. Để đi sâu hơn về cái chức năng của chiếc vang số D9600 này, thì như đầu clip em đã nói là chiếc vang số 9600 này sẽ đáp ứng cho một số bác có thể là gọi là thích vọc vạch chỉnh tại nhà, hay là các bác thích kiểm soát sản phẩm âm thanh. Thì chiếc vang số này thì có thể chỉnh tay hoàn toàn, và khi chỉnh tay rất là đơn giản, cái chức năng chỉnh tay cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Bây giờ thì đầu tiên em sẽ chia sẻ đến cái phần ngoại thất và mặt trước của chiếc vang số D9600 này. Ở thiết kế mặt trước thì sẽ có ba cổng mic và một màn hình LED điện tử để hiển thị thông số, và thêm đó là các phím tính năng như là mic, music, mode, headset. Một lát nữa em sẽ giới thiệu tính năng của từng phím, và ba núm volume tinh chỉnh của nhạc, vang nhại và mic. Ở ngoài cùng bên phải sẽ có một jack cắm RS232 để kết nối với máy tính chỉnh phần mềm. Ok, và bây giờ em sẽ đi sâu hơn vào cái điểm nhấn của chiếc vang số D9600 này, đó là phần chỉnh tay, và cực kỳ dễ chỉnh các bác nhé. Như khi các bác muốn chỉnh tay phần mic chẳng hạn, các bác chỉ nhấn vào phần mic này, đó, hiển thị lên bass, trung, treble, và kết hợp với ba phím này để các bác có thể chỉnh bass này, trung này, treble này. Đó, các bác thấy cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Dễ hiểu và đơn giản. Muốn chỉnh nhạc cũng vậy, bass, trung, treble, chỉnh tay dễ như một chiếc vang cơ, mà chất âm ra lại là vang số cao cấp. Một
màu xanh xanh.